chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Nhiều trường hợp tìm cách quay xe hoặc tăng tốc để bỏ chạy khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Đây là việc làm vô cùng nguy hiểm bởi tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngã tư giao cắt giữa đường Hồng Hà và Đội Cấn là khu vực đông dân cư, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Do vậy, việc tuần tra kiểm soát để phát hiện vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại là nhiệm vụ được Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Ba Đình duy trì triển khai. Chúng tôi cũng thành lập chuyên đề xử lý đối với các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an quận cũng là chỉ đạo tất cả các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận, Công an các phường tăng cường kiểm tra xử lý đối với chuyên đề này. Chỉ trong một tiếng lập chốt xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm để lại hậu quả nghiêm trọng liên quan đến lỗi vi phạm này. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm chỉ vì tiện mà bỏ qua sự an toàn tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Cũng được lực lượng cũng nhắc nhở, tôi cũng đã hiểu được cái hành vi của mình, lần sau là mình sẽ dù đi gần hay đi xa tôi sẽ cố gắng chủ động bảo hiểm để cho con đi chơi cho nó để cẩn thận, an toàn. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng. Tuy nhiên, xử phạt vẫn chỉ là giải pháp mang tính thời điểm, bởi nếu không thay đổi được nhận thức và thói quen khi tham gia giao thông thì vi phạm sẽ tiếp tục tái diễn. Chủ yếu là ý thức của mọi người thôi. Ví dụ như là mọi người lên thực hiện đầy đủ. Bởi vì mình thấy là cũng có rất là nhiều người có thể là chủ quan hoặc là tiện. Thế là đi có thể là khoảng 500 mét hoặc một cây. Thế là không đội mũ, thành ra là đèo trẻ em nữa. Thế lúc đó thì sẽ làm cái, tức là trẻ em sẽ cảm thấy là học theo người lớn. Thì mình nghĩ là mọi người lên tuân thủ. Mũ bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đầu và não bộ khỏi chấn thương khi có va chạm xảy ra. Đội mũ đúng cách thể hiện người tham gia giao thông có văn hóa và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Có thể thấy, việc tăng cường ra quân xử lý vi phạm đã góp phần thay đổi thói quen và nhận thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Từ nay đến cuối năm, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Ba Đình sẽ tiếp tục duy trì triển khai nhiều đợt ra quân trên toàn địa bàn để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.